Với những ưu điểm vượt trội về sự nhanh chóng tiện lợi, kinh doanh hàng hóa online đang ngày càng phổ biến, đặc biệt là trong thời điểm cuối năm, nhu cầu mua sắm tăng cao. Mặc dù mua bán online rất tiện ích, nhưng nếu không cẩn thận thì người tiêu dùng rất dễ mua phải các hàng hóa giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cuối năm là thời điểm các trang thương mại điện tử tung ra nhiều chương trình giảm giá, khuyến mại hấp dẫn, thu hút rất đông khách hàng, đặc biệt là khách hàng trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những trang bán hàng uy tín, không ít lần chị Minh Anh nhận về những món hàng không được như ý, thậm chí có dấu hiệu lừa đảo. Gần đấy, em có một cái trải nghiệm là mua một cái sản phẩm ở trên mạng xã hội. Nhưng mà khi mà nhận hàng về thì khá là thất vọng, bởi vì là cái hình thức của nó hoàn toàn khác biệt, cũng như là cái chất liệu so với cái sản phẩm được quảng cáo ở trên mạng. Và cái lúc đó thì em cũng không biết làm thế nào để mà đổi trả, nên là đành xác định là mình mất luôn đi cái số tiền đó. Có thể nói, việc mua sắm trực tuyến hạn chế người tiêu dùng trong việc đánh giá sản phẩm. Họ chỉ có thể đánh giá về chất lượng sản phẩm trên mạng, dẫn đến một rủi ro. Chất lượng không được giống như lời quảng cáo khi click vào một số cửa hàng kém uy tín. Vì vậy, để đối phó với tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng khi mua sắm online, người tiêu dùng cũng đã có những cách để tự bảo vệ tài chính cũng như sức khỏe của bản thân mình. Em thường lên các trang mạng uy tín và xem vào cái phần bình luận đánh giá của họ về cái mặt hàng đó. Bên cạnh đó thì mình có thể nhắn tin cho shop để hỏi kỹ hơn. Em nghĩ là mọi người sẽ nên hỏi shop có được đổi trả hàng hay không. Rồi mình được kiểm tra hàng trước khi thanh toán tiền hay không. Dịp cận Tết, nắm bắt nhu cầu người tiêu dùng về thực phẩm sạch, thực phẩm nhà nuôi, nhà làm tăng cao. Vì vậy, nhiều trang bán hàng online đã đưa ra những quảng cáo hấp dẫn, kèm theo cam kết về độ sạch cũng như nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, chất lượng sản phẩm như thế nào thì người tiêu dùng cần sự tỉnh táo và lựa chọn thật kỹ khi đặt mua. Cái việc mua hàng online trên mạng ấy, thì nó có một cái là cái bao bì thường là chỉ có chắc cái logo với là nhãn mác của cửa hàng hoặc là thương hiệu của chủ cửa hàng thôi. Còn về cái tem hay là kiểm định chất lượng sản phẩm thì lại không có. Thì mình thường tìm hiểu cẩn thận tỉ mỉ và mình thường ưu tiên là chọn mua của những cái người thân quen của mình. Còn đối với về cái sản phẩm mà những cái đặc sản vùng miền thì mình thường vào mua những cái người bán có uy tín, người mà đã có những cái phản hồi tích cực, những cái người mua trước hoặc phản hồi lại tích cực thì mình thường chọn mua. Sự phát triển của thương mại điện tử ngày càng lớn, đồng nghĩa với việc các cạm bẫy rủi ro trên mạng khi chúng ta đặt hàng, sử dụng sản phẩm online càng nhiều. Vì vậy, để tránh mua phải hàng giả, hàng kém chất lượng, người tiêu dùng nên đặt mua hàng tại các website uy tín, được cấp phép hoạt động, có thông tin liên hệ rõ ràng, tìm hiểu rõ thông tin về sản phẩm trước khi mua và khi nhận hàng. Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán đang đến gần. Nhu cầu mua sắm thực phẩm, quần áo hay là các mặt hàng khác trên các sàn thương mại điện tử của người dân tăng cao. Chúng ta không thể không phủ nhận sự tiện ích mà mua sắm trực tuyến mang lại cho chúng ta. Tuy nhiên thì bên cạnh việc lực lượng chức năng tăng cường thanh tra kiểm soát các mặt hàng giả, hàng kém chất lượng thì mỗi người tiêu dùng chúng ta cũng nên hãy nâng cao cảnh giác, tìm hiểu thật kỹ các mặt hàng trước khi nhấn nút đồng ý mua để mỗi người chúng ta có thể đón một cái Tết vui tươi, an toàn bên gia đình của mình.